Bảo tàng Thế giới Cà phê vừa ra mắt du khách tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, lưu giữ và giới thiệu những giá trị cốt lõi, lịch sử của cây cà phê trên đất Tây Nguyên. Suốt chiều dài phát triển, hạt cà phê từ vị trí kế sinh nhai đã trở thành món quà, trở thành niềm tự hào của vùng đất đỏ Ba Gian Tây Nguyên. Bảo tàng Thế giới Cà phê có hình khối dựa trên nền tảng kiến trúc nhà dài của người Ê Đê và hình ảnh cách điệu sóng âm từ tiếng chuông ngân được xây dựng từ đá Ba Gian địa phương. Khoảng 10.000 hiện vật về cà phê tại bảo tàng này được lấy từ bảo tàng cà phê ở Schenberg, một bảo tàng xây dựng trong 20 năm tại Đức. Cái bảo tàng này thì thấy là cái cha ông ta trước đây thì cũng có rất là nhiều cái sáng kiến. Nhưng mà so với cái thời đại thì nó văn minh hơn, thì cái này là mình cũng vẫn cũng ghi nhận được những cái thành quả lao động của trước đây cha ông ta. Vật dụng này là từ trước kia được sử dụng để hái cũng như thu hoạch cà phê, nhưng bây giờ thì nhờ công nghệ cải tiến thì nó đã được cải tiến hơn, đổi mới hơn, nên là những cái này là chỉ là quá khứ thôi, nên là đã được lưu giữ lại cho nhiều người sau biết được hơn nhé. Rất quý và rất tự hào đối với người dân Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk nói riêng và người dân Tây Nguyên nói chung. Sẽ hiện thực hóa cái giấc mơ đưa Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ cà phê của toàn cầu, là điểm đến của những người yêu và đam mê cà phê trên toàn thế giới. Và chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc khánh thành cái bảo tàng thế giới cà phê này thì cũng có thể coi là một trong những hoạt động sớm nhất của lễ hội cà phê lần thứ 7 của chúng ta sang năm. Bảo tàng này là một phần trong khuôn viên dự án thành phố cà phê rộng hơn 45 hecta tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, một hệ sinh thái đặc trưng về cà phê. Từ đây du khách trong và ngoài nước có thể hiểu thêm về đặc sản mang về cho Việt Nam gần 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.